Rồi nên giờ cho anh em thử mấy mày nha, rồi khui ra coi trong mấy mày nó có gì. Đó, mày gì nguồn. Cái này là tay cầm nè. Cái này là cái miếng tre nè. Cái này cái tay mở. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi tháo ra coi chừng dơ cái máy. Máy hiệu gì? Rồi máy nó hiệu đông chen nha. Đúng rồi, dạng vô. Em coi cây này mấy tấc. Cây này mấy tấc? Anh rồi cái đó tắt hai. Có cái bộ gen lấy gen không? Cái này gắn vô vậy nè. Đó, mà không cần gắn đâu. Rồi thử coi. Rồi bắt đầu ghim điện coi. Cầm cái máy coi tắt chưa. Cái này gọi là cái công tắc bên hông nè. Đó. Nó có công tắc hông nè, công tắc đuôi, công tắc bóp. Rồi ghim điện vô. Cái bộ nó không tới à. Rồi. Rồi cầm chắc nha. Đúng rồi. Ok. Này là nút chỉnh tốc độ nè, có máy có máy không nha. Không cần gắn lại đâu. Cái cây này là cây xiết đá nè. Rồi bắt đầu mở chạy coi. Ok. Rồi rồi rồi. Rồi bạn chơi thử đi, bạn chơi thử đi. Có máy nữa, có tay cầm, còn máy không có. Còn này là cái đồ siết cái viên kẹp đá. Rồi đâu em coi thông số máy này mấy tấc. Là đá tấc mấy? Ok đúng rồi, tấc 2. Rồi bỏ vô hộp. Đơn giản. Nó có giá trên hộp đó. Đó, thử máy mài đơn giản không? Đâu gì khó đâu. Rồi, cắt đi, mai chỉ máy khác.